hay buồn. Nói gì buồn? Nghe tự nhiên nước nước mắt nước mũi nó chảy luôn. Buồn á. Sao kỳ vậy? Hai chồng tôi mới cãi lộn. Tại vì một cái vấn đề cá nhân thôi mà hai chồng cãi lộn. Thiệt. Hả? Anh đi bio không rủ vợ anh theo. Trên đời này không ai mà đi bio mà rủ vợ theo hết trơn. Tôi nói cho anh biết trước vậy đó. Không nghĩ sao mà đi anh đi bio là vấn đề cá nhân. Cá nhân là cái đó là cá nhân là cái, nhưng mà cái vấn đề là rủ theo là cái đó là không được. Ờ à, rồi rồi. Có nghĩa là thà giống nói câu là anh đi bị ôm về vợ anh biết hả? Cái đó thì được. À, nhưng đi ôm không rủ vợ theo vợ anh buồn. Nói chuyện vô lý. À, là không biết ngày hôm qua là ngày tôi lấy tiền rau đúng không? Ờ. À, được triệu mấy á. Ờ. À, cái bắt đầu cái tôi đi ra ngoài chợ tôi mua nào là thịt nè. Ờ. À, củ minh tráng ông biết là tôi là giống quảng mà. À, củ minh tráng mà chấm với mắm cứa. Ờ. À, mà bản năng của tôi là gì biết không? Thích ăn cay. Mà ngược lại là gì biết không? Ừ. Vợ tôi không ăn cay được. Đó, kiểu ăn the thôi chứ không phải gọi là không biết ăn cay. Ví dụ như là tôi thấy gì tôi giả 10 trái đúng không? Ừ. Thì bên vợ tôi ăn 2 trái thôi. Thì đúng rồi. Đó. Nhưng mà bản năng của tôi là làm biết. Ai mà đi trong giờ 2 tiếng, 2 giờ chồng ăn 1 tiếng giả 2 chén mắm. Đúng rồi, nó cũng kỳ. Kỳ đúng không? Giống như vợ chồng là chung với nhau cái gì cũng đồng cam cũng khổ. Có chén mắm phải chia đôi đó, kỳ cục. Hợp lý, hôm nay tôi nói tao gọi là đồng ý trong vấn đề đó. Chẳng lẽ giờ hai chồng ngủ hai cái giường? Đúng rồi. Chẳng lẽ bây giờ chồng ngủ dưới đất, vợ ngủ trên giường? Đúng rồi, sao mà được. Thức ăn vẫn ăn chung mâm mà. Đúng rồi. Muốn vậy thì cắt mà đôi mâm ra. Đúng mà rồi. Gọi là phân chia tài sản rồi phân chia tất cả đi. Mà sao? Thì từ chỗ đó hai chồng tôi cãi lộn, nghĩa là lâu lâu tôi mới mua được miếng thịt thì cũng bánh tráng ăn này ngon quá mà. À, cái vợ tôi ăn được một miếng, đúng một miếng một nghĩ là tôi không có giả cay. À, chấm một miếng mà cay tự nhiên cái nước mắt cái mũi vợ tôi trào ra, bắt đầu là nó giận tôi luôn. Giận nó nghĩ chơi là tối là tôi ngủ với giọng nó ngủ trên giường. Dạ. Bây giờ ăn hàng mắm đúng không? Mắm cái, mắm ruốc, mắm nêm, luôn tất cả liên quan tất cả loại mắm. Anh vô tình anh giả cay mà cái người trong nhà ăn không được thì ép buộc anh phải giả cho mắm mới, đó là điều bình thường gia đình ai cũng gặp phải. Đúng không? Bây giờ chúng ta phải làm sao? Giờ anh lỡ giả một cái mắm cay rồi. Bây giờ kêu anh giả anh lười. Vậy làm sao để cho cái người không ăn cay được, ăn cay nhẹ vẫn ăn được cái loại cay của anh? Khi người ta khỏi ăn. Không, người ta vẫn chấm đàng hoàng luôn. Ví dụ như một anh giả một cái mắm cay. À, anh chấm cái đũa, anh chấm anh quẹt 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 xuống anh ăn. À, thì chắc có người ăn cay yếu người ta sẽ không làm như anh được. Thì chấm nhín mà chấm nhín vẫn cay. Đã cay là nó cay thôi. Đúng. Bây giờ nha, em có mẹo rất hay. Khi anh vô tình anh giả một cái mắm cay rồi. À, mà cái người ăn cay yếu người ta cũng chấm nhanh luôn, người ta cắm tao quẹt 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 mang lên ăn mà cái độ cay còn 2% thôi. Vô lý. Đúng 2% của người ta đó. Ví dụ anh giả 10 trái đúng không? À, là 10 trái anh ăn. À, nhưng mà chúng trong 10 trái đó người ta ăn chỉ có 2 trái thôi là cái vị nó sẽ tiết ra được 2 trái thôi. Đúng rồi. Xạo thiệt. Thì con khỉ khô, ông nghĩ đi, một ly, tôi nói một ví dụ, một cái ly nước đi. Ừ, nó có một vấn đề, một cái này gọi là đơn giản nè, một ly nước đúng không? Ừ. Tôi đổ vô hai muỗng đường. Ừ. Tôi quậy lên. Ừ. Quậy đều, bắt đầu đường nó tan ra hết đi. Ừ. Cái đồ tôi mới lấy cái muỗng, cái tôi múc miếng tôi muỗng tôi uống. Ừ. Ngọt đúng không? Ừ. Chẳng lẽ bây giờ vợ tôi múc quậy lên múc một nửa uống vô lạc. Nó tương tự vậy đó. Vô lý, bởi sao mà trong một cái chén mà đã cay sao mà lại không cay được. Cho nên là em chia sẻ cái này là cái thực tế mọi người hay gặp. Anh vô tình anh giả một cái mắm cay mà cái người ăn cay không được á, người ta vẫn chấm ăn bình thường. Anh không tin nha, vô anh cái giả một chén mắm như bình thường anh ăn đi, rồi em sẽ thiết kế cho đúng một chén mắm thôi. Anh ăn lại khác, em ăn lại khác. Bây giờ đi, tôi đi hái một ớt chim ỉa biết không? Có gì cay lắm, lấy ớt thường thôi. Thôi đã chơi là chơi tới rồi ta, ớt chim ỉa. Mà ớt chim ỉa mà gọi là ớt trái nhỏ. Ừ. Là nó cay, gọi là ông cắn cái nó bùng lỗ tai không á. Đúng rồi. Đó. Giờ tính là chừng 30 trái thôi. 30 trái vừa 2 triệu nói. Thì đã ông đã test rồi, test như vậy rồi, chứ. Ok. Anh ăn 30 trái. À, anh giả 30 trái, riêng em ăn chỉ còn 1 trái thôi. Đúng, sao tôi không tin thế nào chân trời. Anh cứ giả một cái mắm đi, em sẽ thiết kế cho anh. Rất là hay luôn. Quất. Bây giờ em tôi sẽ test thực tế cho mọi người coi nha. Bây giờ anh Khải sẽ giả một chén mắm tỏi ớt. Ớt anh Khải cho như thế này anh Khải. Mấy chục trái à? Ớt chim ỉa anh Khải. Mà anh Khải cho như thế này thì chết con người ta rồi. Bố ai ăn nổi. Ừ. Rồi ok. Cái này không cần phải nói, nó rất là cay rồi. Anh cứ giả đi. Ớt chim ỉa tôi nói ăn hồi nữa là ông có thể là ông trong quần luôn á. Thì đúng rồi. Cay cái đó. Cay cái xé lưỡi luôn mà. Ừ. Đó anh em tôi sẽ giả ra.
với cái mẹo này sẽ giúp cho mọi người là rồi xong giảm độ cay của ớt rất là hiệu quả nha. Đối với những người ăn cay quen chấm vô sẽ không thấy cay, đối với những người mà ăn cay chưa ăn cay lần đầu á chấm vô sẽ có một vị cay nhẹ, mặc dù là giả chân này ớt nhưng mà ăn nó khác nhau đàng hoàng. Cũng cay mà cay chứ gì. Cái trường hợp rất hay gặp giống Khải nói thì anh Khải có một số người ta giả ớt rất là cay, có một số người giả ớt lại không cay. Cái nguyên nhân do đâu? Ghen. Một phần do ghen. Có một số người giả ớt cay, một số người giả ớt không cay đúng không? Cái nguyên nhân là do tính người ta không có kiên nhẫn. Những người giả ớt cay là tính người ta kiên nhẫn, chứ không phải là ta ghen, tính là kiên nhẫn. Tại sao là kiên nhẫn? Tại vì người ta giả ớt nát thiệt nát lên, cho nên nó cay rất là dữ dằn. À ok, giả dập 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 đúng không? Còn một số người giả ớt không cay đó là người ta giả sơ sơ, giả quèo quèo, nó biến, không có cay. Làm biến cái gì? Ừ, mà cái dòng ớt mọi người muốn nó cay, mọi người ép buộc phải giả thật nát ra nó mới cay được. Đó. Nó hòa vị với nước mắm đúng không? Đúng rồi, nó mới cay. Đó là nguyên nhân tại sao một số người giả ớt cay và một số người giả ớt không cay, đó là vậy thôi, đơn giản vậy thôi, chứ không phải là do ghen đâu. Ghen là câu nói cho vui vậy thôi. Thật sự là đó là do một người kiên nhẫn hay không kiên nhẫn thôi. Những người nào kiên nhẫn giả ớt rất là cay. Tại ta rảnh không gì làm mà ta ngồi ta giả cả buổi vậy đó. Cho nên anh Khải rất là kiên nhẫn, cho nên mỗi lần anh Khải giả ớt là trong anh em không ai ăn được, chỉ mình ăn được thôi. Tại vì tôi giả cả tiếng hồn. Nếu em giả, em giả tới đây là thôi rồi, em không giả nữa. Vậy sao ăn thần? Coi là giả có ớt rồi, nó màu được rồi. Mà tí mọi người xem anh Khải giả là nắc bấy luôn thôi. Nó giả khác nhau cho nó. Giả khi nào mà không còn cái gì á. Anh Khải giả cỡ này đi, bố thằng nào mà không cay. Cay xé lưỡi luôn đó mọi người. Bây giờ nha, cái cách nào để chúng ta chấm ớt này dành cho một người ăn cay yếu mà cắm vô vẫn ăn được. Nó hay ở chỗ này. Rồi ok, tôi sẽ chia sẻ thực tế cho mọi người nha. Đây đây đây. Chấm với xoài ơi. Rồi ok. Mắm đường chấm xoài. Mà giả cái này là chết người ta rồi. Đang thí dụ thằng ơi, đang coi cố tình làm cho nó cay thử làm thế nào nó không cay đó. Ai okay. Ăn kiểu này chắc đụng có tử á. Anh em tôi sẽ trên một chén mắm đường chấm xoài nha. À, có nhiều vùng thì hay ăn xoài chấm đường, chấm mắm đường, nhiều vùng thì ăn xoài chấm mắm tôm, mắm nêm. Đầy đầy. Tôi nói tôi mà làm cái chén mắm này, ông ăn nhức nách. Rồi, một chén mắm đường chấm xoài. Chưa cho thêm miếng mắm nữa, để cho em quậy tan thêm miếng mắm nữa. Ừ, cái này áp dụng cho tất cả các loại mắm nha. Mọi người cứ giả mắm cay thì mình cứ áp dụng vô nha, rất là ok. Mắm cay, mắm kiêng, mắm gì cũng được đúng không? Đúng rồi. Mắm mực, mắm nó gọi là mắm gì đó. Nó gọi là mắm chấm á. Mắm chấm á. À, mọi người mà lỡ giả cay quá, có một số trong gia đình mọi người ăn cay được nhưng mà là chịu không nổi độ cay quá cay á thì áp dụng rất là ok. Đó, bây giờ ông ăn tôi coi cay. Tôi thử ra. Ừ, anh thử đi. Nè xoài nè, cho anh cắt anh chấm thử. Rồi, tí em sẽ test cho mọi người coi. Chù, mắm này thôi chứ. Chù, đã rồi. Ừ, đã. Ngon nhìn ngon rồi. Rồi ok, test thử cho mọi người coi nha. Thử một chén mắm. Chắc chắn là cay rồi. Đúng rồi, cay thì nó phải cay rồi. Giả thế này thì xé lưỡi. Chấm nha. Ừ. Ok. Ok, ăn cái ăn thử đi. Tôi nghĩ nó không cay đâu, tôi ăn. Trời. Anh đừng ăn cay chúa luôn anh Khải. Bùng nó cay luôn á. Cay lắm. Cay. Rừng rừng mồ hôi rồi. Rồi ok, cái mẹo em như thế nào? Bây giờ một chén mắm lỡ giả cay rồi thì làm sao? Thì giả chén khác. Cực. Anh giả một chén mắm đúng không? Anh lỡ giả cay như thế này rồi. Vợ anh kêu thôi anh giả anh chén mắm đi, anh cũng lười chứ anh Khải. Ừ. Đúng không? Bây giờ sao? Bây giờ mèo nào bây giờ? Đơn giản thôi. Em có hai cách cho mọi người lựa chọn. Thứ nhất là anh chạy vô, anh lấy một ít dầu ăn, anh đổ vô. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai, anh muốn cho nó thơm ngon thì anh phi dầu ăn lấy hành á cho nó thơm rồi anh đổ vô đây. Cái mục đích của em hôm nay như thế này là anh đổ dầu ăn vô. Đó, hai cách anh muốn chọn cái nào anh chọn? Phi lên thử coi. Phi lên thì chấm mắm của nó thơm hơn. Để vô nó phi nha. Rồi ok. Nếu mọi người xin thì mọi người có thể làm miếng dầu mỡ hành cho chén mắm mọi người thơm một xíu. Không thì cứ cần đổ dầu là được rồi. Bỏ bỏ hành vô đúng không? Ừ. Đó, anh phi hành như bình thường thôi, cho thơm lên. Cho chén mắm ra nó thơm lên một xíu. Ok, được rồi, nó thơm rồi đó. Ok. Rồi, anh sẽ cho dầu vô. Có văng không? Văng thử có văng rồi. Cái này thì giúp cho mắm mọi người thơm hơn. Thơm. Ừ, thơm. Cái mắm nó thơm. Như làm cho mắm chín đi ta. Thơm thơm như vậy. Thơm. Rồi ok, bên này anh thấy anh chấm thử. Ủa cái này gọi là mắm gì vậy? Cái gì? Gọi là mắm gì? Mắm dầu á, có nhiều vùng ta hay ăn mắm này. Ngon, thơm. Bây giờ tôi không có ăn cái kiểu mà ấy dạ, con gì? Đừng có gặp chứ.
kiểu mà chấm hết luôn á. Rồi anh đi chấm thử á. Đây em nói nguyên lý thế này, lúc đầu anh chưa cho dầu vô á là mắm sẽ bám hết trên đây. Khi mà anh cho dầu vô là anh chấm xuống, dầu sẽ bám đây và lượng mắm sẽ ít nên anh ăn sẽ không cay nữa. Còn riêng anh muốn ăn cay thì anh sẽ vừa ăn anh vừa kéo một miếng ớt lên anh cho ăn là sẽ cay. Nhưng mà vậy nó còn có một vị vẫn còn vị mặn, vẫn còn vị cay nhẹ. Vẫn mặn vẫn cay đúng không? Ừ. Nhưng mà cay nhẹ. Cay trong khoảng chúng ta chấp nhận được, đến một người ăn cay yếu người ta có thể chấp nhận được. Với một người mà ăn cay yếu giống như vợ anh Khải nói nãy đó, ăn cái này sẽ không nổi, nhưng mà một người làm thế này thì chấm sẽ nổi. Đơn giản vậy thôi. Em mà nó thơm lắm. Thơm. Cái này mà ăn bún đắt luôn á. Ừ. Ừ. Hả? Nhưng mà ăn bún mình trang vô là nó vô bún nó vẫn cay vậy. Cay, đúng rồi, cay là cái cá nó cay. Thử nha, thử cái nha. Đó. Cắn ra ha. Ừ. Đó, bây giờ nha, anh muốn ăn cay. Anh muốn ăn cay thì đơn giản thôi. Đó, anh lấy cái cá vô thì nó cay thôi. Còn mình chấm là không được cay. Chấm là không có cay. Thè. Thè thôi, nó vẫn mặn đàng hoàng. Mà thơm nha. Đó, giờ nếu mà anh muốn ăn cay thì ăn chỗ này. Cay không? Cay. Cay nhức nách luôn anh Khải. Cay đúng không? Chưa cảm nhận. Cay. Cay. Mọi người chấm nè. Chấm xuống. Chấm lúc cán luôn á. Ừ, lúc cán. Cái lớp dầu nó sẽ bám lên không còn nước mắm đúng không? Vẫn còn có tí. Nhưng mà anh vẫn có vị cay nhẹ và vị mặn đàng hoàng. Nó không làm mất cái hương vị mắm đúng và rồi. Ớt của anh. Đúng, vẫn còn. Cái nhiệm vụ của dầu khi anh đổ trong đây á, nó chỉ làm là mất độ cay thôi. Vậy là mình chỉ áp dụng cho vấn đề gọi là chấm thôi chứ mình chan là nó vô mà ta. Đúng rồi, áp dụng cho anh chấm thôi. Như mình chấm như bánh tráng cuốn nè, thịt cuốn này, này nọ thôi. Ừ, là sẽ giảm độ cay hết 80% cho anh rồi. À, mà nước mắm thường thường là dùng để chấm chứ đâu có dùng để chan đâu. Đúng rồi. Đúng không? Ừ, với cách này là sẽ giảm độ cay mình hết 80%. Rồi 100% còn lại là cái cái. Ai ăn cái thì múc cái cái vô ăn là sẽ cay. Mà thơm lắm. Thơm. Được, ok. Đó coi nha, chia sẻ mọi người, đây là cách xử lý khi mọi người vô tình giả một cái mắm cay thì đơn giản thôi. Lấy dầu ăn, đổ một ít dầu ăn vô, gọi là đổ một ít dầu ăn cho nó nổi một cái váng váng. Cái mục đích của dầu ăn là sẽ tạo một lớp váng khi mọi người chấm xuống là cái miếng chấm ta sẽ không bám bao nhiêu nước mắm hết. Dầu nó sẽ bám quanh rồi. Khi mọi người ăn vô, mọi người sẽ không còn thấy cay nữa. Nhưng mà độ mặn và độ cay the vẫn có. Chứ không phải là anh chấm không, vẫn có mặn, vẫn có cay nhưng mà cay nhẹ thôi. Còn anh muốn cay mặn thì anh múc thêm mấy cái anh ăn. Một cái đổ vô là sẽ quay về vấn đề là cay như ban đầu của anh. À, nghĩa là thích ăn cay thì ăn. À, vậy nghĩa là cho hai người á. Đúng rồi. Ông thích ăn cay đúng không? Đúng rồi. Dớt cái. Đúng rồi. Tôi không thích ăn cay đúng không? Chấm thôi. Đúng rồi. Vậy là hai người, người nào cũng được hết. Đúng rồi, mà cái hương vị cũng y như lúc ban đầu, nó không thay đổi. Hay. Đó, ok, em chia sẻ mọi người nha. Đây là cách đơn giản, nếu anh em nào vô tình giả một chén mắm cay mà một số người ăn không được á thì đổ ít dầu ăn vô là ok. Vậy đăng ký bật chuông, hẹn gặp lại tất cả sau. Khoan, còn cách nữa, cái này còn gọi nữa nè. Ở gì? Có thể giả cho một chén mắm cay thật cay để cho người không ăn cay được và người ăn cay được vẫn ăn được luôn. Đúng rồi. Ok. Ok, vậy đăng ký bật chuông nha, hẹn gặp lại tất cả sau.